Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai anh em Lê Tuấn Vũ và anh em Trần Ngọc Lam. Cảm ơn về món quà donate của hai anh em, cảm ơn hai anh em rất nhiều. Anh em thân mến, và trong cái video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại chơi cái bộ Half Orc anh em nhá. Half Orc là một trong những cái bộ mà nó mới xuất hiện và nó còn rất nhiều những cái ẩn số và chúng ta cần phải tìm hiểu cái sức mạnh thật sự của nó. Đấy, thì tôi đã có một cái quá trình nghiên cứu phải nói là cực kỳ là nghiêm túc để có thể là ra cái lối chơi cũng như là cái cách chơi và cái cách để có thể là đọc map để lựa chọn chơi cái đội hình Half Orc phù hợp. Đấy, như anh em cũng đã biết là ở trong cái video trước tôi đã chia sẻ cho anh em cái bộ Half Orc nó sẽ có 3 cái kiểu chơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với kiểu chơi thứ hai nha anh em nhá. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em là rất là kỹ về cái việc là lúc nào thì nên chọn chơi cái đội hình gì. Đấy. Hôm qua tôi đã chia sẻ cho anh em là chơi chúng ta có thể chơi Warrior kết hợp với cả 4 Half Orc, chơi Assassin kết hợp với cả 4 Half Orc, chơi Beep kết hợp với 4 Half Orc. Đó là ba cái đội hình mà chúng ta có thể kết hợp được với nhau. Tuy nhiên không phải là chúng ta cứ chơi bừa. Đấy, mà chúng ta sẽ phải đọc map để xem trong cái tổng thể cái trận đấu ấy, cái đội hình nào nó phù hợp. Đấy, và ở trong cái trận đấu này thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn là ở dưới cái hàng chờ này là những cái con beat. Là anh em biết là tôi đang có ý định chơi beat kết hợp với Half Orc. Tuy nhiên anh em hãy nhìn cái đồ của tôi lấy nhá. Đấy, ở trong cái bộ beat này tôi lấy chủ yếu là cái đồ đánh đam tay, chứ không giống như là chơi Warrior là chúng ta lấy đồ thủ hơi nhiều. Thì ở trong cái bộ beat ấy, chúng ta lấy đồ đánh đam tay là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là gì? Là tôi có lấy cái áo mưa. Đó là cái món đồ mà tôi lấy đầu tiên khi mà tôi chơi beat. Lý do bởi vì làm sao? Bởi vì cái bộ beat này này nó là một cái bộ mà chúng ta sẽ không kẹp được 4 cá ở level 9 và chúng ta sẽ phải đánh ở level 10 mới kẹp được cá anh em nhá. Đấy, trong khi hai cái bộ còn lại, hai cái bộ là bộ Assassin và bộ Warrior, chúng ta đều có thể kết hợp 4 cá ở ngay tại level 10. Đấy, và chúng ta ở level 9 chúng ta đã có hai cá rồi. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta chơi hai cái bộ mà gọi là nếu mà nói là chơi riêng lẻ ra ấy, mà không kết hợp ấy thì nó rất là sợ mết. Đấy, Warrior rất sợ mết. Nhưng mà kết hợp với cái Half Orc này thì thực sự là nó cũng không sợ mết lắm. Bởi vì nó sồ vào hàng đằng sau như những cái con Assassin và nó còn được cặp cá nữa. Đấy. Đó là một cái sức mạnh mà nó đã được thay đổi trong cái bộ Warrior cũng như là bộ Assassin. Assassin thì vẫn thế, còn Warrior thì có một cái sự thay đổi không hề nhẹ. Đấy là Warrior nó không cù lần, nó không coi như là đần như là cái bộ Warrior truyền thống khi mà toàn là đi bộ và rất là vướng ở cái hàng phía trước khi mà ví dụ như là gặp những cái con Spirit hay là những cái con kiểu dạng chỉ có con Phượng Hoàng thôi là nó đã đủ coi như là ngăn chặn cái hàng Warrior rồi, hoặc là một cái cọc thôi. Cái cọc thôi xếp ở giữa bàn cờ là coi như là những cái con Warrior là rất mất thời gian để đánh cọc. Thì bây giờ cái con Warrior nó sồ vào hàng đằng sau. Đó. Thì trong cái video clip trước tôi đã chơi Warrior và tôi cũng đã nói rất kỹ về cái bộ Warrior kết hợp với Half Orc rồi anh em nhá. Đấy, còn hôm nay thì chúng ta sẽ nói sâu hơn đến cái quá trình lựa chọn lúc nào thì chọn Warrior. Rồi như nào thì chúng ta sẽ chọn Assassin cho nó phù hợp. Đấy, như nào chọn beat thì hôm nay tôi sẽ nói rõ hơn. Đó, thì tôi cũng xin tóm tắt lại cho anh em để anh em có thể làm rõ được là khi nào chúng ta sẽ chọn Warrior. Chọn Warrior khi mà trận đấu nó sẽ có Hunter anh em nhá, nó sẽ có mết, thì anh em có thể anh em chọn là Warrior. Ngoài ra trong trận đấu đấy có beat thì anh em cũng nên chọn Warrior. Đó, khi nào thì chọn Assassin. Assassin thì ở trong trận đấu đấy có mết và có Hunter thì anh em nên lên chọn Assassin. Tuy nhiên nếu mà trận đấu đấy có 9 Warrior và có Clay thì anh em không nên chọn Assassin anh em nhá. Đấy, còn ngược lại, ở cái chiều ngược lại là khi trong trận đấu không có Warrior và trận đấu mà có Warrior và có Clay thì anh em hãy chọn là gì? Chọn sang beat. Đấy, hoặc là chọn sang Warrior. Warrior sẽ không sợ Warrior, 9 Warrior và cũng sẽ không sợ Clay. Nó là hòa kèo
Đấy, còn anh em chuyển sang 6 bit Hardbox. Hardbox thì anh em sẽ có thể là đánh được cái bộ cửa này nha anh em nhá. Đó nên là phải để ý trận đấu đấy, nếu mà có cửa này thì không lên là chúng ta chọn assassin. Đó. Thế còn trường hợp nào thì chọn bit thì tôi cũng nói rồi, đấy là trong trường hợp có cửa này đấy. Và trường hợp nào thì không nên chọn bit. Đó là những cái trận đấu mà có mết nha anh em nhá. Đấy, như tôi đã chia sẻ từ đầu là có mết thì ở đây ở trong cái trận đấu này thì tôi cũng phải nói thế nào nhỉ? Có thể là nó sẽ có mết đấy, nhưng mà tôi không biết, bởi vì là lúc đầu tôi không có biết là có ai chơi mết không hay là họ có chuyển sang mết không. Tuy nhiên tôi đã lấy sẵn một cái áo mưa rồi. Đó chính là cái cách chơi an toàn khi mà anh em chơi bộ beat nha anh em nhá. Bắt buộc anh em sẽ phải có cái áo mưa. Và nếu mà chẳng may mà anh em đang chơi beat ấy mà nó ra mết có khoảng 2-3 nhà chơi mết Saman hoặc là 5 rồng 9 mét thì anh em hãy lấy cái áo mưa ở cái cấp đồ blue ấy. Đấy, ở cái round 15 đó. Rồi, trận này thì có Hunter. Ok. Và cả cái ba đội hình đó thì tôi cũng đã chia sẻ với anh em là đều là những cái đội hình mà phải chơi ở level 9 nha anh em nhá. Tức là chúng ta sẽ đánh muộn đấy, vì đây là một cái bộ đánh lết. Đó, nên là anh em cũng đừng có xả tiền quá gắt ở cái giai đoạn level 7 làm gì cả. Level 7 chỉ hơi một chút thôi, level 8 hơi chút thôi. Roll mấy cái để form đội hình 2 sao đấy, tạm tạm thôi. Chứ còn chúng ta cũng sẽ phải để tiền để lên 9. Đó, lúc nào ở trong túi cũng phải có khoảng 30 tiền để sẵn sàng là có thể up lên 9 bất cứ lúc nào khi mà đủ bộ nha anh em nhá. Đấy, còn nếu mà anh em đen quá, anh em roll, anh em không ra được đủ 4 con Hardbox và anh em không lên được 9 thì thôi, tốt nhất là anh em nên bỏ đi nha anh em nhá. Bỏ đi tức là ý tôi nói là làm trận mới. Hoặc là bỏ, có thể chơi bộ khác. Đấy, chơi beat truyền thống cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là beat truyền thống với cả beat kiểu Hardbox ấy là nó có một sự khác biệt đấy anh em ạ. Beat là beat, tôi lấy ví dụ như là beat Hardbox, mà beat Hardbox kiểu kết hợp với cả hai con Hardbox thì nó đã mạnh rồi, nhưng mà cái sự mạnh của nó ấy, thực sự nó phải bùng nổ khi mà nó lên là 4 Hardbox, nó khác hẳn luôn. Nó làm nó gọi là một lấc thang là lên tới thiên đường luôn đấy anh em ạ. Nó đang từ làng nhàng kẹp thêm một con Hardbox thì nó mạnh hơn một chút, nhưng mà nó cũng không gia tăng sức mạnh nhiều. Mà nếu mà là 4 Hardbox ấy thì là cái sức mạnh nó khác biệt hẳn luôn. Đấy, nó thực sự là nó khác biệt, nó khác biệt thật sự. Ok. Rồi, tôi tạm thời thì có thể là chúng ta sẽ lấy cái ngọc giảm hồi chiêu nha anh em nhá. Hoặc là có thể lấy chống trận. Có hai món, còn cái sừng chiến thì chơi kiểu siêu đẻ thì không nói nhá anh em nhá. Chúng ta chơi Hardbox chúng ta không chơi kiểu siêu đẻ, mà chúng ta là chúng ta chơi đam tay. Đấy, tôi lấy cái đồ đánh tay là anh em biết. Tí nữa là chúng ta sẽ dồn đồ đánh tay thôi. Chơi cái bộ Hardbox là cái bộ mà co sẽ tiếp cận sát vào đối thủ, nên là anh em hãy chọn những cái món đồ mà kết liễu nhanh nha anh em nhá. Đấy, kết liễu nhanh đam to. Tí nữa nó sẽ là chém lan, nó sẽ là cướp điên cho cạo. Rồi. Hiện tại thì nói chung là được eco thì cứ tội gì mà không eco, đúng không? Cứ eco thôi. Khi mà chúng ta eco thì chúng ta sẽ phán đoán được cái tình hình trận đấu nó dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ có thể là biết được xem là họ chơi gì. Như trận đấu này là hiện tại thì có thể là chưa nhìn thấy ai chơi mết cả. Đấy, còn tương lai thì chưa biết nha anh em nhá. Có thể là sẽ có nhà chơi mết Saman đấy, nhưng mà cũng chưa biết. Thường là những cái thằng mà chơi Hunter ấy, là late game là nó hay chuyển về lắm anh em ạ. Nó là một cái kiểu chơi mà nó rất là an toàn chơi Saman, nên là bây giờ cũng chưa biết ở đâu. Chơi Hardbox thì lại không chơi con Whispersia này anh em nhá. Nó chơi siêu đẻ, chơi biết Whispersia thôi. Tuy nhiên thì con này nó sẽ đép ở round 15 thì tôi vẫn cứ mua lên 2 sao thôi. Tí nữa đép round 15 lên 2 sao, nhưng mà bán đi thì không hề lỗ tiền nha anh em nhá. Whispersia con này bán đi không lỗ tiền. Bán đi là chúng ta mua 4 tiền thì bán đi cũng là 4 tiền thôi. Đép round quái thì chúng ta có 4 bit thì tôi nghĩ là đép được rồi.
4 bit cộng với cả 2 half orc. Cộng thêm với cả 2 3 con siêu đẻ nữa, 3 con đẻ. Đẹp tốt. Đến cái round 15 là tôi sẽ lên được khoảng level 7. Được. Đấy, trận này là trận mà tôi thấy là có nhiều client. Thì lựa chọn cái con đường chơi beat là nó cũng rất là hợp lý anh em nhá. Đấy. Có client chơi beat. Tôi còn có một cái lưu ý nữa mà tôi quên tôi chia sẻ với anh em vừa nãy là cái bộ beat ấy ở trong trận đấu mà nó có mết thì không nên chơi, nhưng mà trận đấu mà có một cái nữa là có xin có 9 xin fake thì anh em cũng không nên chơi. Đấy, 9 xin fake không nên chơi nha anh em nhá. Bộ hunter hunter thì nó vẫn counter khá khá đấy, nên là kèo dưới của hunter, mặc dù là tiếp cận hàng đằng sau nhưng cái bộ beat này nó khá mỏng. Nó khá mỏng. Để mà đấm được cái bọn hunter thì đấm kiểu trên kèo thì không nên chơi beat, mà hãy chọn assassin nha anh em nhá. Chọn assassin để đánh với cái bọn hunter, hoặc là anh em có thể chọn warrior. Warrior như cái trận trước tôi có chia sẻ với anh em ấy, cái cách chơi thì cũng được. Đấy, chơi kiểu thế. Còn beat thì để chuyên để đấm ví dụ bọn knight, bọn kỵ sĩ này. Đó, thì nên chơi này. Bọn Witcher thì lên chơi. Witcher ấy thì chơi beat kết hợp với half orc rất hay. Đó. Có thể lợi dụng những cái di chuyển của những cái con tướng beat để stun thay cho cái việc là khống chế của Medusa hay là Tsunami. Khi mà chọn hai con đấy thì nó sẽ rất khó có thể tung trưởng được anh em nhá. Thì nên chơi cái bộ half orc để counter vào Witcher. Tuy nhiên nếu mà gặp Witcher mà chơi warrior thì lại không lên. Đấy. Anh em chú ý nhá. Rồi. Mấy hôm nay nói chung là ping nó rất là ảo. Ping nó cứ nhảy lên, tức là lúc thì 50 xong một lúc sau nhảy lên 500. Đấy, không biết là mạng có vấn đề gì không, nhưng mà cảm giác mấy hôm nay nói chung là mạng rất lag khi mà vào trong game. Hiện tại là chúng ta đã đủ bộ rồi đấy. Thiếu Witcher, à thiếu Wizard nữa thôi. Để kích hệ thôi. Đây rồi. Ok. Sẽ lấy những cái đồ phòng thủ một chút đi. Cái giáp này cũng được. Đây, gương. Gương cho cáo tung trưởng nhanh hơn. Ok, cũng được. Cái gương này có một cái hay ấy, là khi mà bật gương lên thì nó cũng đỡ sợ cái hiệu ứng của mết hơn. Đấy, khi mà trong cái khoảng thời gian đầu game ấy, bật được cái gương ra ấy, thì nó sẽ cái sức sát thương từ con mết ấy, nó lên những cái bóng ấy nó sẽ không có nha anh em nhá. Những cái bóng nó cũng sẽ gây được đam. Đây, Witcher này anh em này, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. À. Đùa. Một trận đấu lựa chọn tuyệt vời luôn. Đấy, chơi beat half orc để đánh với cả Witcher là nó là cực kỳ tuyệt vời đấy nha anh em nhá. Bộ này chuyên để counter Witcher. Nếu mà anh em đang chơi beat mà anh em đang bị Witcher hành thì anh em có thể chuyển sang là beat half orc. Nếu trận đấu có Witcher thì anh em lên chơi beat. Đấy, không có Witcher thì anh em có thể chơi warrior. Chơi warrior thì nó an toàn, hoặc là chơi assassin. Nếu mà trận đấu đấy có mết thì chơi warrior và xin thì an toàn hơn chơi beat. Đấy, còn có Witcher thì lại lên chơi cái bộ này hoặc là assassin nha anh em nhá. Đấy, tùy, nhưng mà những cái trận đấu mà có cường hai hoặc là có 9 warrior thì lại không nên chơi assassin, mà chơi beat này ngon hơn. Đấy, chia sẻ với anh em rất là kỹ rồi. Còn bây giờ tôi sẽ coi như là nói rõ hơn về cái việc là cái bộ half orc này nó khác nhau giữa 4 con và 2 con như nào. Đấy. 4 con nó có một cái sự khác biệt rất lớn, tôi đã chia sẻ ở đầu game đấy. Khác hẳn luôn so với 2 con. 2 con ấy, khi mà anh em kết hợp 2 con half orc ấy, anh em chỉ có 2 con di chuyển thôi.
hai con Half Orc di chuyển đến cái chỗ đông nhất, và nó trên cái con đường di chuyển đấy nó sẽ gây stun nhẹ trong vòng khoảng 2 giây. Đấy, trên cái quãng đường di chuyển và phải đâm xuyên qua nhá, tức là phải chạm vào người đối thủ ấy. Từ từ đã, để xem ra là chúng ta đã gặp cái thằng có chuối chưa. Gặp rồi, gặp ở round 14. Chúng ta gặp ở round 14 rồi. Còn hai thằng là thằng MHD và thằng Trung Quốc chưa gặp thôi. Một thằng chơi Glacier, 4 Glacier và một thằng chơi Xin. Ok, không sao. Mặc dù chúng ta có 5 bit nhưng mà cái tầm này thì vẫn ok rồi. Bộ này phải giữ tiền lên 9 cơ, nên là thôi, cứ từ từ. Rao này tiếp cận được với cả con Berserker này. Ok, đó. Chúng ta hiện tại chỉ có hai con thôi. Và hai con nó sẽ lao lên và nó sẽ tiếp cận vào cái chỗ đông người. Tuy nhiên là nó chỉ được có một lần stun duy nhất thôi. Sau khi nó thực hiện cái cú lao đấy thì nó sẽ không có gây stun nữa anh em nhá. Đó, và bây giờ thì tôi đã ra được cái con tiếp theo rồi. Con Assassin 4 tiền. Con này cũng sẽ trong cái bộ Half Orc. Và chúng ta sẽ kích hệ được 4 Half Orc ở level 9 nếu mà chúng ta có thêm một con Wizard nữa. Đó. Và con này thì nó cũng có một cái chiêu stun nữa. Đấy, nếu mà khi mà anh em kết hợp hai Half Orc thì có thể là kết hợp với cái con Assassin này thì chúng ta sẽ thêm được một lần stun. Tuy nhiên nó chỉ là hai Half Orc thôi, còn với 4 Half Orc thì sao? Thì nó là một cái sự khác biệt rất lớn. Với 4 con Half Orc thì tất cả những cái con đánh gần ấy, nó đều khi mà nó di chuyển thì nó đều có thể gây stun. Và nó stun liên tục anh em nhá. Stun liên tục là như nào, là tức là mỗi lần di chuyển là nó sẽ có khả năng gây stun. Đấy, tức là anh em có thể stun liên tục nếu mà nó di chuyển liên tục. Đó là cái sự khác biệt rất lớn anh em ạ. Hai thì chỉ được một lần duy nhất, một lần di chuyển duy nhất. 4 di chuyển liên tục cho đến khi nào mà không còn cái con nào ở trên bàn cờ nữa thôi. Và mỗi lần di chuyển là một lần gây stun. Đấy, khác biệt rất là lớn luôn. Và nó thực sự là nó là một cái khống chế rất mạnh đấy nhá. Rất mạnh, mạnh hơn cả coi như là Tsunami cơ. Tsunami thì cũng chỉ giật được một phát 2 giây thôi. Đó, nhưng mà cái bọn này thì nó di chuyển liên tục. Và mỗi lần như thế nó là 2 giây. Thậm chí là có thể stun đè khi mà hai con nó chạm vào ở hai cái thời điểm khác nhau. Nó sẽ stun đè lên trên một con tướng và khiến cho con tướng đấy nó đứng im tại chỗ đến chết luôn. Thậm chí là còn không kịp nhấc tay lên cơ. Đó chính là cái sức mạnh của cái bộ này. Và chúng ta chỉ có thể lên được khi mà chúng ta có 4 con thôi. Kiếm lốt một con Wizard nữa anh em nhá. Gấu này. Ok. Wizard rồi. Kiếm mãi không được con Wizard nào sao? Ra đi. Đây rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Đó, đủ bộ. Rồi bây giờ tạm thời cho con Unicorn cầm đã, chưa có cáo. Chưa có cáo thì cho Unicorn cầm đồ đã. Lên được 3 sao thì đánh uy tín. Thậm chí là tôi còn chưa kịp lấy đồ luôn. Rồi. Lấy cái trận này sẽ lấy cái gươm lựa chiến anh em nhé. Trận này sẽ cần cái món này. Tôi chọn cái gươm lựa chiến. Lý do tại làm sao mà tôi chọn cái gươm lựa chiến. Lại gươm này. Bởi vì chúng ta sẽ đánh với cái nhà beat đây anh em. Lead game ấy. Chúng ta chọn gươm lựa chiến thôi. Gươm lựa chiến. Rồi. Như này ngon hơn này. Đấy. Tí nữa ra cáo thì có thể thay con gấu ra. Có thể thay con gấu ra thay con cáo. Trong cái bộ này thì con gấu này nó không ngon lắm. Bởi vì nó không di chuyển được. Nên là anh em có thể thay bằng cái con cáo nha anh em nhá. Tấn công Shopee à?
Ừ thôi được rồi, tuần cơm Shopee cũng được. Quan trọng gì đâu. Ê ơi, Witcher rồi anh em. Anh em thấy chưa? Bốn con nó di chuyển liên tục. Anh em nhìn này. Đấy, Witcher có được như chơi điện tử đâu. Witcher bị stun liên tục luôn, không kịp đấm phát nào anh em ạ. Trời ơi, đẩy 20 máu luôn. Đấy. Ở những cái bộ như là beat siêu đẻ hay là beat khống chế bằng Medusa hoặc khống chế bằng Tsunami ấy, thì nó không tăng mana được để mà có thể tung trưởng stun. Nhưng cái bộ này thì khác. Bộ này nó dí liên tục, nó di chuyển liên tục để gây ra những cái chói, những cái khống chế. Nên là thực sự là nó chính là cái bộ mà anh em lên chọn khi mà gặp cái bộ Witcher đấy anh em nhá. Đấy, tôi nghiên cứu kỹ lắm rồi. Anh em, nếu mà anh em biết rồi nhá thì thôi, tôi cũng không dám coi như là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà nếu mà anh em chưa biết thì đây tôi xin chia sẻ rất là kỹ luôn cách counter. Đây là cái kinh nghiệm của tôi trong cái quá trình mà nghiên cứu rất là kỹ bộ này. Thực ra là cái chân ái luôn. Đó chính là chúng ta sẽ kết hợp những cái con đánh gần vào trong cái bộ beat để có thể counter vào cái bộ Witcher. Anh em thấy không? Khỏe không? Đấy rồi, cáo rồi. Đấy, như tôi đã chia sẻ với anh em là cái con gấu này, nó không ngon lắm ở trong bộ này. Bởi vì làm sao? Bởi vì là con gấu này nó không đóng vai trò làm con cò ở trong bộ này được. Tôi sẽ không lấy những cái đồ cho gấu, những cái đồ đẻ hay là những cái đồ cho gấu. Nên là cái con gấu này chỉ đóng vai trò là một con gọi là tăng cơ thôi. Nhưng mà trong cái bộ này tôi cần những cái sự di chuyển của những cái con đánh gần hơn. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ bỏ con gấu ra. Đấy. Còn đồ tôi sẽ hướng đến những cái đồ gây đam cho con cáo nha anh em nhá. Những cái đồ mà chúng ta có thể kết liễu đối thủ nhanh, chứ còn không lấy đồ cho gấu. Đây rồi. Tất nhiên là phải là cáo 2 sao. Đấy, chứ còn cáo 1 thì là thôi từ từ đã. Để cho tạm đồ cho cái con assassin 4 tiền ở trong cái bộ Havoc. Đây rồi. Gặp lại nữa. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Witcher với chúng tôi. Witcher với chúng tôi. Dã man. Thấy chưa, lợi hại chưa, đi rồi. Đấy, Witcher đấy. Beat thì nói chung ấy là cũng nếu mà bình thường thì cũng là ngang kèo với Witcher. Nhưng mà gặp cái bộ nếu mà chuyển sang Havoc ấy thì nó là cửa trên hẳn luôn. Chứ không có ngang kèo đâu anh em. Không có ngang kèo chút nào đâu. Nó là cửa trên luôn đấy. Rất mạnh. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta lên dần lên 10 nha anh em nhá. Để tôi xả tiền một mạch để tôi kiếm cái con cáo 2. Đó mới là cái con chính. Đó mới là cái con tướng chính ở trong cái bộ này. Còn những cái con còn lại nó không đóng vai trò gây đam, mà nó chỉ đóng vai trò là gì? Là quấy rối hàng ngũ địch thôi, bằng cách là di chuyển dí địch và di chuyển liên tục để gây ra cái hiệu ứng stun. Đó. Lướt liên tục luôn anh em nhá. Và một cái điều lưu ý là nếu mà muốn lướt liên tục như thế thì tất cả các cái con tướng của anh em để ấy, nó phải là đánh gần nha anh em nhá. Những cái con tướng đánh gần. Và rồi chúng ta đã lên được 10. Và ở trong cái bộ beat kết hợp với Havoc, khi mà chúng ta lên được 10 ấy, thì nó rất hay. Nó còn kích hệ được hai hệ nữa. Đó chính là hệ Assassin và hệ Marine. Nếu mà chúng ta kết hợp với ốc, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Tất nhiên là nó là cái bộ siêu late, nên là phải đến cái giai đoạn late game mới có thể là chơi được như thế. Đấy. Ok, rồi, con gấu ơi tạm thời cho vào thay con sâu. Đó. Anh em biết được con gì nữa không? Con ngộ không đấy anh em. Đấy, chúng ta còn có con ngộ không. Và con ngộ không nó sẽ thay con gấu nha anh em nhá. Chúng ta hạn chế những cái con mà đánh xa thôi. Ở trong trong line up này thì con sâu, con dài cá nó sẽ không được xuất hiện ở trong cái line up này, mà thay vào đấy là chúng ta sẽ đánh bằng cái con ngộ không. Đấy, kể cả con gấu tôi cũng sẽ không chơi đâu nếu mà có ngộ không. Đấy, ngộ không, những cái con đánh gần di chuyển nha anh em nhá. Ưu tiên những con đánh gần. Rồi. Đấy rồi, tôi đã có cái sự chuẩn bị ở nhà này rồi, yên tâm. Có gươm lội chiến ở đây rồi, không sợ. Đã có gươm lội chiến rồi. Ok.
tí nữa ở solo bạn ơi. Cắt chuối cái đã. Hay quá nhỉ. Hơi đen là bây giờ vẫn chưa ra là con cáo nào. Rồi một con nữa thôi. Úi được rồi, hay quá, thôi xong rồi đấy anh em. Rồi. Quá tuyệt vời. Dồn đồ cho cáo. Ok, từ từ đã. Bỏ cái đồ này ra, chưa có dùng đến. Được chưa? Cái găng tay Kira đợi chút, tí nữa. Bao giờ có cái món tiếp theo mà chúng ta sẽ dùng. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Tí nữa có thêm một cái găng tay Kira nữa thì nó sẽ kích được hệ Kira thôi. Cũng không nhất thiết là phải kẹp Kira ở level 10. Rồi, kẹp cá, chuyện này có mết, mết Saman. Mết Saman với chúng tôi. Nó dí vào, nó áp sát lắm anh em ạ. À. Trời ơi, đẩy kìa. Ui, đẩy gần hết máu luôn. Lên 10 thì lại không sợ hết nữa. Đấy. Sợ là sợ ở level 9 thôi, chứ còn lên 10 kẹp được cá vào với ba assassin rồi thì thôi. Xác định luôn là Mết Saman thì cũng làm gỏi luôn nha anh em nhá. Đó, anh em chơi beat anh em vẫn có thể đấm được Mết Saman nếu mà anh em lên được level 10. Đấy, Mết Saman. Nhưng mà cái bộ này nhá, anh em để ý xem là bây giờ mới có round 28 thôi nhá. Tức là cái tốc độ trận đấu nó đẩy nó cũng khá là nhanh đấy. Chứ nó cũng không có thấp đâu. Nó cũng khác gì siêu đẻ đâu, đúng không anh em? Round 28 nó gần hết game rồi này. Đó. Qua càng. Chúng ta có thể đổi thêm một cái món blue để kiếm cái găng tay Kira. Cũng được. Thậm chí là trong cái quá trình mà kiếm găng tay Kira, có thể kiếm được thêm cái áo mưa để chống nhà mết. Tuy nhiên là đợi chút để xem nhà mết nó có sống nổi không đã. Đấy, gặp cửa line vô tư nha anh em nhá. Ở trong cái trận đấu này là chúng ta chơi beat nên là chúng ta không sợ nai. Rồi, đẩy à, trời trời. Nó di chuyển nó đứng im luôn. Cửa line không làm gì luôn mà. Anh em thấy chưa? Mà đẩy mỗi round 26 máu đấy anh em ạ. Quá dã man. Gần như là lọt hết luôn. Anh em thấy cái sự lợi hại chưa? Của cái bộ Havoc chưa? Quá kinh khủng anh em ạ. Nói chung là cái bộ này tôi nói thật với anh em là nhà phát hành xấu chúng ta hơi kỹ. Đấy, chuyên để counter là cái mấy cái bộ Hunter ấy. Áp sát vào đằng sau. Hunter đang là meta thì nó sinh ra cái bộ này để counter vào meta. Và meta sắp tới là tôi nghĩ là nếu mà cái bộ Havoc ấy nó bùng lên, nó nổi lên thì chắc là Hunter coi như là về quê chăn vịt thôi. Sẽ không còn ai dám chơi Hunter nữa đâu. Khi mà những cái cú sồ này thực sự nó phải nói là rất chất lượng luôn. Sồ thẳng vào mặt luôn. Đây này, đấy, cứ đứng ở dưới đi, cứ đứng ở dưới đi. Đấy chưa, sồ thẳng vào hàng ngũ địch luôn. Dí thẳng mặt luôn. Trời ơi. Đây nó là 6 sa man rồi này anh em này. Nhưng mà làm sao? 6 sa man thì làm sao? Sợ nhở. Sợ nhở. Làm sao? Kẹp được 2 cá rồi. Kẹp được 2 cá rồi. Ui giời anh em ơi. Nhìn này. Ê. Unicorn thì tôi có đồ. Quá khỏe. Trời ơi. Chuỗi 12 luôn. Đối thủ không làm gì luôn. 6 sa man. Thật sự là như thế luôn. Ôi giời, chả nhẽ lại gáy gáy tí nhỉ. Chat vào gáy tí được không? Dã man thật sự. Bất lực. Đối thủ thật sự bất lực luôn. Cái bộ beat này nó có một cái là nếu mà khi mà anh em lên được level 10 ấy, thì nó thực sự là nó mạnh hơn hai cái bộ kia. Hai cái bộ assassin và cái bộ warrior ấy. nó không kẹp được nhiều selezi như cái bộ này đâu. Đấy, lên level 10 là bộ này thêm được assassin và thêm được cá nữa. Đó, assassin có khả năng crit nữa cho cáo. Chọc rất đau. Thực ra đây nó là một cái phiên bản cao cấp hơn của cái bộ beat kẹp sin đấy. Ngày trước lại beat kẹp sin kẹp với ba assassin kẹp cọc ấy thì bộ này nó là một cái bộ mà nó cao cấp hơn. Nó có khả năng stun khống chế mạnh. Đây rồi. Có thì tốt, mà không có thì cũng chả sao. Đấy, ra được cái sách này thì cũng được. Chúng ta chơi beat thì chúng ta lấy sách thì cũng rất là ok. Rồi bây giờ tôi vứt bớt một số đồ đi để tôi đổi sang cái món đồ có thể là một cái Kira nữa.
Với găng tay Kira nữa. Kiếm một cái găng tay Kira thôi. Trận này không ra găng tay Kira lại ra gương. Nhưng mà tôi nghĩ là thôi. Không, chúng ta random thôi. Gương có hai cái rồi. Ok. Chưa ra là găng tay Kira nhưng không sao. Có cái giáp này nó cũng sẽ bảo kê cho đội hình. Cũng rất là ok nha anh em nhá. Đấy, rất là ok đấy. Rồi, quá tuyệt vời. Ok, chúng ta lại gặp Beat. Đối thủ là chỉ là Beat kết hợp với cả hai Havoc thôi anh em ạ. Có cái sự rất, rất khác biệt rất lớn ở đây. Anh em thấy chưa? Ui, ui mẹ ơi, đẩy chưa? Dã man. Đối thủ cũng là Beat nhưng mà chỉ kết hợp thêm một cái con Assassin nữa thôi. Làm sao mà có thể đánh được cái bộ này của tôi khi mà chúng ta có 4 Havoc. Tôi đã nói chia sẻ với anh em từ đầu game rồi là hai Havoc ấy thực sự là cái sức mạnh của nó so với 4 Havoc ấy nó là một trời một vực anh em nhá. Nó thực sự là nó là một lấc lên thiên đường luôn. Sức mạnh nó khác hẳn. Một cái là chỉ stun được một lần duy nhất và một cái là gì? Là chúng ta có thể stun được bất cứ thời điểm nào ở trong game. Đấy. Anh Tuấn Cưng thật hay giả vậy? Có clip không ta? Ôi giời. Bảo anh là Shopee xong rồi hỏi lại à, chắc là thấy là cô có gì đấy nó hơi sai sai rồi phải không? Dã man. Đấy, có một sự thay đổi trong suy nghĩ của đối thủ khi mà thấy là trông nó có vẻ hơi lạ lạ đấy. Trông có vẻ đánh nó cũng có màu đấy, có led đấy. Hợp lý em ơi. Có chứ. Có chứ. Rồi. Ui mạnh quá anh em ơi. Ra 33 khi là kết thúc rồi. Tôi nghĩ là như thế. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Giờ đưa chắc là mục tiêu là đưa con cáo lên 3 sao thôi nhỉ. Bộ này cáo làm co mà. Khả năng là khó lên được 3 sao à. Khó phết đấy. Cái gì cơ? À, Tuấn Cơm lên Queen sao lại ở đây? Ủa tại sao lại không ở đây? Chắc là ghép rồi nó bị coi như là gì nhỉ? Bỏ lạc thôi. Bỏ lạc tí thôi. Bỏ lạc tí thôi em ạ. Bình thường thì Queen thì ghép với cả Rook hay là ghép với cả King bình thường mà có gì đâu nhỉ? Ok. Không lên được cáo rồi nhưng mà tôi nghĩ là trận đấu kết thúc anh em ạ. Đối thủ chỉ có 2 Havoc thôi. Nói chung là 2 Havoc thì nó là một cái sự khác biệt. Thấy chưa, di chuyển đứng im vậy luôn. Con đồ không của đối thủ không nhấc được tay phát nào luôn. Thề anh em nhìn lại cho em nhá. Con đồ không nó không nhấc được tay phát nào luôn. Dã man, thật sự là như thế luôn. Mặc dù là ngộ không thì cũng tín đấy. Cũng có đồ cũng bất diệt, bắt giết các thứ đấy. Xong rồi có thể dã chày liên tục để giải tán đám đông. Nhưng mà có được nhấc tay lên được phát nào đâu. Đó anh em thấy không, cái sức mạnh khác biệt rõ ràng luôn giữa 2 Havoc và 4 Havoc ở trong cùng một bộ. Tôi hy vọng là sau cái video clip ngày hôm nay thì anh em sẽ có thêm một cái nhìn tổng quan, một cái nhìn chi tiết hơn về cái bộ Havoc anh em nhá. Đấy, và anh em thấy hay và thấy cái video clip này có ý nghĩa với anh em thì anh em hãy để lại tôi một like. Đấy, còn anh em muốn xem thêm các clip khác của tôi thì anh em hãy đăng ký kênh nha anh em nhá. Đó, và nếu mà anh em còn thời gian, anh em chưa xem cái bộ Havoc kết hợp với cái bộ Warrior thì anh em hãy chọn clip bên trái. Đấy, và anh em hãy chọn clip bên phải để xem Shaman ở trong cái meta mới nó có mạnh không anh em nhá. Và tôi sẽ vẫn tiếp tục ra cái video tiếp theo là cái bộ Havoc này. Và chúng ta sẽ còn cái đội hình cuối cùng là đội hình Assassin. Đấy, mời anh em theo dõi cái video tiếp theo anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.